À, có donate kìa. Sự kiện D. À, trời ơi, cảm ơn Đức Mạnh nhá, cảm ơn Mạnh nhiều. Đâu để xem sự kiện nào, hình như là sự kiện ngon thật hay sao ấy, tại mọi người khều mãi nãy giờ. À, new icon the moment, man. Bông Mai ơi, sự kiện này ngon thật à, Bông Mai? Ngon, 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 ngon lắm, các cháu ơi. Uầy, 5 vòng là được icon the fucking moment 118 Kịp cậu. Cô A ơi. Yo. Wow. Được, ê, làm quả một vòng đi nhỉ. Cũng đang cần phôi chứ, đang cần phôi của ca văn, của ca ca ấy. Nào, ta cùng bắt đầu buổi mở thẻ bùng nổ comeback thôi. Nào lúa đây ơi, cáp đi vào đâu cam của cáp à. Hasagi không sao, thẻ này chỉ để mồi thôi, chỉ để mồi thôi. Rồi lửa tiếp, spotlight phát trời. À dễu là con này bán được nha, con này bù nha. Arela này bù nha. À, cái này đi. RTN cộng 8 à, cũng bú đấy chứ nhở. Mà ôn thì hơi khó nha. Ôn. Ui. À, đéo lửa. Nào gì đây? Gì đây? Trời ơi. Anh Moi. Con này được không? Mở mẹ luôn đi, 7 đến 8 102. Nào. Cộng 8 là bú. Nào gì ấy? Rồi lửa. Ý. Rớp đi mẹ. Chết ra. Ui. Zapacota. Không ra cộng 8 là được rồi. Cộng 8 là an ủi được một chút rồi. Là cái này đi. Spotlight 6 đến 8. Nào lửa spotlight. Brazil. Lửa về. Trời ơi. Danilo. Ui. Ui dồi. Mẹ đéo phải Danilo luôn à. Brazil mà mẹ mà R-Dup thì có phải ngon không? Đâu L-Dup chứ. Ui, 4 con này cơ à? Em mở 4 luôn không nhỉ? Mở 4 mẹ đi. Tầm mai. Nào, lửa, đây rồi. Tôi nha, ra má trời. Tỷ cọ ca si lá à. Má, mày thẻ lừa thật. Một linh ba LN ôn HG ôn à. Đây thẻ này đi. Nào 98 cộng 8 LN là bú. Rồi rồi lửa 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 Hakimi. Run ra. Xem không. Đi đây. Run đâu. Trời. Mam Gomez Andre right hand. Ê con này nha. À, mua được à, mua này được nha. Cộng 9 này, cộng 9 thủ môn này là đẹp này. Nào có gì đây, có gì đây. Rồi lửa. Nào có gì đây. Trời ơi CB ạ. Cộng 9 đi. Trời. À, cộng 8 vứt đi. Linh 2. Đây mở cái này đi, 7 đến 8 đi. HG là bú, HG là bú. Nào. Rồi, lửa trời ơi không phải. Ê, Hà Lan. Nào đâu. Cái gì đây, cú lý. Nào. À, coi cậu 8 là cũng ngon nữa chứ. Còn con này đi. Còn con này đi. 102 HG 6 đến 8. Nào. Rồi lửa HG. Ai. Xem đi.
Vua. À. Thôi mở mùa này đi. À mở ra vua luôn mà. Nào, lửa rớt tới đâu? Anh RB Akron Sarian. Trời. Em trông giống Akron vậy. À. Ê thẻ này ôn mở đi. Không thẻ cộng 8 lẫn 4 nha, 7 đến 8 nha. Cộng 8 được. Ôi trời. Gì đây? Nào, cậu 8 đi. Ừ, lửa, cậu 8. Pha. Sao này? Hacker. Pha này. Trời. Mẹ toàn lúc này hoài. Adide Sile. Ừ, nhặt giật tí mà. Hacker 103. Đây, HG này đi. Và bắt đầu này, mấy gói ngon này. Đây mới là mấy gói ngon này anh em ơi. Cuộc đại tiệc bắt đầu đây này. Lửa, ý đờ bê. Nhìn như đéo phải ý, bê tê bê. Wow, ow, ow, ow. Ngon, bú, bú. Mà đi đi, ý thật. Bú, đấy bảo rồi. Bây giờ mới là mấy con ngon nè. Bây giờ mới là đến mấy con ngon này. À, bây giờ mới đến thẻ xịn này. LNO đi nào. Rô béo đi nào. Vui nhà vui cửa đi nào. Lửa đây rồi. Và rêu phát. Lơ bầu. Rắp lơ mơ Harry. Cũng được. Thôi. Đâu nhỉ? 102. 102 5-8. Ủi quả này thì cũng hơi rác. Có chắc là rác không? Rửa, có chắc là rác không? Pháp. Lại bắt CVVM đi lè. Hê. Ủi kìm bê bê. Cộng bấy. À, HGO nhỉ? Nào. Gói chính nào. HGON. Nào, lửa. Đây rồi. Anh. Phát. Cam. Đi đây. Di đàn không? Một xích rồi cô. À. Không phải tờ Two Man đi nhở? Tạm tạm thôi. Ở đâu rồi? Có hết rồi à? Đây 103. Nào. 103 HG. Bam. Ào sự kiện ngon. Rồi lửa. Đây rồi. Sabina. Sabe. Ramon. Nacho. Cũng tạm. Con này đang hot. Yeah, con này đang hot. Con này đang hot nha. Hay là 105 nào trước nhờ, Bông Mai nhờ, cái này nhá. Nào cũng được. Cái này đi. Nào. I can the fucking moment. Bam. Tôi hãy mở được cái gói đây, I can the fucking moment lắm nào. I can, trời ơi. What the? ST, anh bảy ơi. Yeah. Su. Si. À, anh bảy mua EBS. Ngon đúng không? 5.200 tỷ. Suy. Nào. Chưa dừng lại đâu.
Đây mới là cái thẻ xịn nhất của buổi tối ngày hôm nay, chỉ số cao nhất này. Đấy, cả sự kiện ở đây này. Bam. Nào. Gì đây, lửa. Nào, nước gì đây? Anh Cam Bellingham. Bellingham. First go. What the view. First go. Let's go. 125. Thôi thôi, thôi đập KK tao nhìn mày. Sao? Nhau. Làm gì? Sự kiện ngon. Đâu nhở? Ai ai mà cười đâu nhở? Ai mà cười đâu nhở? À, có đôi nét kìa. Mú. Có đôi nét kìa. Em cảm ơn Trung Thanh, em cảm ơn Trung Thanh. Em cảm ơn Khoa. Trời ơi. Có đôi nét kìa. Đúng không? Có anh Khoa truyền động lực cho cái. Ủa con này đập vào KK không mày? Ừ, thôi mà. Còn không thì bán đi mua hai con phố khác, nhưng mà 125 không biết giờ để mua không? Ủa. Ú cha 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 cha, đâu rồi bạn? Có đôi nét kìa. Mía e đỏ á chứ ha ha. Ui, cũng ừ, cũng gần vạch đấy. Anh bảy kia là bán này. À. Manini bán này. Ta bán rô béo này đi à? Ronaldo chứ. Ừ, Ronaldo này. Bán nhá. Nhường, quầy nhường xả phết kìa. Hay đập lên cộng 9 không? À, cộng... để vào để xem à, cộng 9 à. Ui à, cộng 9 cũng 135 đấy. Đúng rùa. Cộng 9 được á. Manini thì sao không mày? Bán chứ. Nacho cũng bán luôn đúng không? Nacho thì ừ, tùy. À, nghĩa là con này có thể lên giá được chứ gì? Không, ý là nếu dùng thì giữ lại thôi. À. Tiền cặp hậu vệ của tôi thấy đang ngon lắm rồi. Chẳng thay con nào. Đập KK lên cộng 5. Như thế này luôn. Ủa, không được, không được. 78.000 tỷ. Đập Eto lên 3. Tô đủ phơ nhỉ. Ui cha 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 cha. Cũng may như này được không? Cũng được rồi, hai vảy. Lên mà chỉ thì thôi. Chỉ được các ca chứ. Đâu đây mấy con lẻ mà. Các ca thì để post câu rồi. Ba mong, chắc không mình mồi đâu nhở. Lên ba mà. Một. Tôi cảm giác như là lần này Eto sẽ lên. Tôi cảm giác như thế. Ý là lần này nó sẽ lên một phát lên 5 luôn ấy. Nào. 3. 3. Sao lên 2 thì mình vẫn spam được. Đấy thì đơn giản. Không wow, lên 2 mình spam được. Phản quả như này đi cho máu nhở. 116 đi. Như này đi. Chắc chắn lên, chắc chắn lên, chắc chắn lên. Lên. À. Thôi cứ để đây đã, cứ để đây đã. Tính sau, tính sau. Rồi, đợi thêm một con Philip Lam nữa. Ê, nhưng mà 5 con 125 thì khoảng bao nhiêu nhỉ? Ê, có ướm được 5 con 125 không? Được. Ướm được gì?
hạ vạch xuống, hạ xuống một dưới một vạch. 0.5 đến 1. À. Đây à? Ướm kiểu như này à? Nhưng mà phải mua về mới ướm được nhiều con chứ. À. Nói chung là nếu mà ông 5 con 125 thì nó sẽ là 3 vạch rưỡi khoảng đấy. Ờ. Wow. Quay phết đấy nhở. Ok cứ thế đã. Rồi mình sẽ tìm phô chiến đấu tiếp vậy.